điện 100V. Đấu chắc dây loa, không được làm tọt dây loa, nếu tọt hai cái dây này mà chập vào nhau là cháy cháy cục giả, cháy sỏ. Lúc đấu là phải cẩn thận, hoặc là lúc xê dịch nó là phải chú ý. Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu cùng người đàn tay đêm sau đêm, hẹn trăm năm ta cùng kết tóc xê duyên mộng vàng. Bye.